Các bác thân mến, đây là những chú đà điểu giống. Đó, con này nó dao động từ 5 cân đến 8 cân một. Các bạn làm cái mái che như này và sân chơi ngoài nắng đây. Đấy. Cát lên cát đây. Sức sống của chú đà điểu thì quá là vĩnh cửu rồi. Đấy. Đây là thiết kế cái máng cho ăn. Bạn dùng cái bằng cái nốt ô tô. Đó. Sau đó làm quai, đây là bắn làm quai để bắn đá vào trong. Để cám này. Đây. Rau này là rau hoa trắng mọc ở dưới đường ấy. Đấy, nó ăn băm như thế này ăn. Các bạn không nên để trộn cám lẫn rau, nó sẽ bị chua đi ngoài. Đấy. Thực ra đây là những cái hộ chăn nuôi tại khu vực Ba Vì của chúng tôi. Đây là những con giống được bắt ở trong trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương và úm nuôi, úm vài chục con một, sau đó là sẽ bán dần cho khách hàng ở thập phương. Đó thì tôi muốn ghi lại những cái hình ảnh với những cái chuồng và những cái máng ăn và những cái cách mà thái cỏ và cái hình hài con đà điểu trên bãi cát như thế này. Đó. Loài này nó ưa thoáng và ưa cát nền đất. Trông cái này thôi nhưng mà chúng có sức sống và sức đề kháng rất tốt. Và một điều mình muốn nhắc cho các bạn biết là cái con này thì nó là một con vật nuôi thông thường như một con gà. Các bạn đừng nghĩ là phải xin giấy phép hay là sợ một cái vấn đề gì về liên quan đến pháp luật hay là nghiêm cấm gì cả. Đây là con đà điểu ở tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội của chúng tôi thì gần như là các hộ đều chăn nuôi con đà điểu. Và theo như một cái sổ khảo sát theo mặt bằng chung thì ở đây thì không có một cái khó khăn gì cả. Nhưng qua quá trình vừa rồi có chuyển giao và cung cấp con giống cho các bác ở các tỉnh khác thì các bác cứ no, thì tôi cũng có xin dấu và sẽ có những cái kiểm dịch cũng như là cái giấy phép bắt ở trong cơ quan ra để cho các bác yên tâm. Nhưng thực tế về bản chất thì không nhất thiết phải như vậy. Các bạn nuôi, bà con nuôi nông dân nuôi thì nó không có một cái vấn đề gì mà phải no sợ cái vấn đề đấy cả. Và cái những chú đà điểu này thì thực ra là cái đề kháng rất tốt. Các bạn nên nhớ là nó ăn cát, ăn cám ăn thẳng, ăn rau đấy, rau muống, rau lang, cỏ dại, rau chuối, và nó ăn cả ngô vỡ rồi cám, rồi nó có cái sức đề kháng như những hàng gia cầm đấy. Thì con giống thì nó khoảng trên dưới 2 triệu một con theo một cái độ tuổi và theo một cái trọng thể tại thời điểm mà các bạn mua. Tất nhiên là sẽ có thể dưới và có thể trên 2 triệu. Thì về cái bệnh tật thì các bạn nên nhớ là nó cũng có những cái được tiêm phòng Newcastle và tiêm phòng một số những cái bệnh khác nữa.
Đấy, thì chính vì vậy là các bạn thường mua cái loại nó to to một chút thì gần như là thuốc thang đã đầy đủ, các bạn về các bạn chỉ nuôi, không phải tiêm gì cả. Đấy, các bạn nuôi ít. Đấy, báo cáo với các bác là cái con đà điểu này thì nuôi sau vòng khoảng 8 tháng thì nó có thể là trưởng thành và bán thương phẩm được. Đấy, cái mùa sinh sản của chúng thì có thể là tính từ Tết âm lịch cho đến tháng 5 âm lịch là cái mùa rộ. Đấy, và cái mùa bán để mà thịt thì cái mùa từ tháng tháng 9 âm lịch đổ đi. Đó, thì các bạn có thể thấy là những chú này chú rất là thân thiện, đúng không? Chúng rất là thân thiện các bạn. Đấy, này, rất là thân thiện. Đấy, nó loại này sau này nó lớn thì khả năng nếu có tấn công thì nó tấn công bằng chân thôi. Những cái mỏ này nó không tấn công. Đấy, các bạn nhìn thấy cái mồm nó có một cái đường thở rất là to. Đấy. Chúng rất là hiền lành và thân thiện. Đấy. Sờ vào chúng đấy. Đấy. Thì nó có hai chân và mỗi một chân chỉ có hai ngón. Chắc là có sự tiến hóa để nó phù hợp với công việc chạy trên sa mạc. Loại này thì nó chịu được nóng, nhiệt độ ưa chuộng của nó là từ 27, 28, 30, 33 độ nó. Và đặc biệt là nó không ưa ẩm và nó không ưa rét mấy. Đó. Nếu như càng thoáng càng các bạn hình dung là nó sống được trên sa mạc thì chắc chắn là nó cũng phải như thế nào đấy, đúng không? Nó phải đề kháng rất tốt mưa nắng. Đấy. Khi nó đã trưởng thành 3-40 cân rồi thì nắng mưa ngoài trời nó không bị viêm phổi. Đấy. Các bạn thấy là nó mà đôi cánh của nó thì nó cứ đây là đôi chân đôi cánh của nó này. Đấy. Đôi chân tôi vừa quay sát đôi chân này để cho các bạn biết. Đấy. Đây là con đà điểu. Đấy. Nó rất là thân thiện. Và một số các bác nếu như các bạn có thời gian, đây là cái hậu môn của nó này. Đấy, nó rất là thân thiện. Các bác nuôi một vài con, các bạn có thể nuôi từ nhỏ và các bạn huấn luyện để bán cho các khu du lịch để chúng ta người ta làm cái sinh thái hoặc là người ta để cưỡi. Đó. Một cái lượt cưỡi có thể là thu nhập rất là đều đặn. Tất nhiên là các bạn phải thuần hóa được mà muốn thuần hóa được thì phải công phu lắm. Chính vì vậy các bạn có thể nuôi thương phẩm hoặc là nuôi thuần hóa để cưỡi. Đó, một lần nữa tôi xin để lại số điện thoại là 01 63 53 05 982 để các bạn tư vấn cũng như đặt mua con giống. Chúng tôi có thể chuyển bằng xe ô tô hoặc các bạn đến tận nơi, địa chỉ thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể chuyển tiền đặt cọc hoặc là chuyển đủ. Chúng tôi sẽ đóng vào thùng xốp và chúng tôi chuyển đi các tỉnh miền Trung, miền Nam về miền Bắc. Nếu mà chuyển thì các bạn nên chuyển cái giai đoạn từ 6 cân đến 2 cân. Từ 2 cân đến 6 cân. Từ cân rưỡi đến 6-7 cân đổ lại thôi. Còn ngoài 10 cân thì nó vận chuyển rất là khó khăn. Và cũng không lên, nếu mà ngoài 10 cân thì các bạn lên mua để chúng tôi chuyển bằng xe tải. Hoặc là các bạn có xe, các bạn đánh đến địa phương của chúng tôi. Để báo cáo với các bác là theo một cái thống kê, đây là cái thống kê tương đối thôi. Để nuôi một con đà điểu sau vòng khoảng 8 tháng, tiền giống là khoảng trên dưới 2 triệu. Và khi bán thì nó cũng khoảng được 9 đến 10 triệu. Thế thì với cái giá như vậy thì bà con có thể là cho ra lãi suất nó cũng tương đối là cao. Có thể là dao động trên dưới 3 triệu, có thể là hơn 3 triệu. Đó. Thế thì các bạn có thể là so với con gà, con lợn thì cái đầu ra của nó là khá là ok. Và cái độ rủi ro trong quá trình chăn nuôi thì rất là thấp. Chính vì vậy là trên cái kênh cây giống con giống này thì tôi luôn luôn đưa ra những cái thông số như thế để cho các bác tham khảo. Để báo cáo các bác là như vậy. Tất nhiên là người nhà nào mà có lượng thức ăn tận dụng vốn có sẵn thì sẽ có lãi suất hơn. Và bắt con giống chuẩn hơn thì sẽ nhanh lớn hơn và có lãi hơn. Đấy, và không để hao hụt đầu con.
Chính như vậy là tôi muốn hướng đến một cái chủ đề chăn nuôi trên mọi miền Tổ quốc để cho các bạn tham khảo, các bạn không còn bỡ ngỡ về con đà điểu nữa. Cuối video tôi xin để lại số điện thoại là 0163530982. Các bạn có thể alo để tư vấn thêm. Và tôi có cái kênh về cây giống, con giống để các bạn tham khảo. Những cái gì mới lạ tôi phát triển kênh, mong các bạn sẽ đóng góp. Và nếu như các bạn thấy video bổ ích, các bạn có thể đăng ký cái kênh của tôi trên Facebook và trên YouTube để các bạn tiếp tục đón nhận. Tôi sẽ cố gắng hàng ngày sẽ ra những cái video mới nhất về cây giống và con giống để cho các bạn nắm bắt được. Bởi vì cái kênh chính này của tôi là tôi phát triển trang trại chim cu gáy. Thế nhưng mà vì cái đặc thù là tôi là sinh ra ở tại cái địa phương là cung cấp con giống đà điểu cho gần như là cho cả nước. Đấy, chính vì vậy tôi cũng có đăng một số những cái bài về con đà điểu để cho một phần là cũng bán cho bà con. Các bạn có những lúc các bạn không biết mua ở đâu hoặc là các bạn còn bỡ ngỡ thì tôi gây dựng cái kênh này với mục đích như vậy. Xin thân ái chào tạm biệt. Tôi xin phép là dừng video tại đây. Và đây là những hình ảnh con đà điểu thực tế ở tại nhà bà chị gái, là một trong những hộ mà chăn nuôi cứ một nứa là 50 con một, mà chị năm nào chị cũng nuôi, chị không bỏ nuôi được, bởi vì là nó là nhàn hạ và thu nhập cao. Đấy, thu nhập tốt, ổn định. Đấy, nuôi là các hộ ở buôn bán lớn ở đây thì họ sẽ đặt và họ sẽ mổ và họ sẽ làm giò. Làm giò thì có thể là bán cho khách du lịch tên Ba Vì hoặc là phục vụ cho những cái ngày hội, công việc gia đình, đám cưới hỏi. Đó thì cái con đà điểu này thì cái đầu ra về cái giá trị thương phẩm của nó thì rất là cao. Ngoài ra bộ da của chúng thì cũng có thể bán được, bộ lông của chúng cũng bán được. Đấy. Rồi tất cả những cái khi mổ ra thì gần như không bỏ cái gì. Đấy. Đặc biệt cái giò của nó có hương vị rất là đặc trưng. Thịt và giò của chúng thì thịt chúng người nấu như hàng thịt bò, nhưng có cái là cái độ an toàn và độ gọi là tốt thì so với con bò là con đà điểu là hơn. Tất nhiên thịt bò thì ăn nó sẽ đạm hơn một chút các bạn ạ. Cái đà điểu này thì các bạn bộ mề rồi cánh cổ rồi gân rồi tất cả để làm nước phở, rồi thịt rồi thăn rồi tất cả trứng đều là những cái đặc sản. Đấy thì cuối video là tôi sẽ nói qua về cái đặc thù và cái giá trị dinh dưỡng của con đà điểu là như vậy. Đấy, các bạn đừng quên cái số điện thoại để tư vấn mà bán con giống cho các bạn uy tín, chất lượng và có hỗ trợ tư vấn về đầu vào và đầu ra. 0163530982. Thân ái xin chào tạm biệt, chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.